tuổi với chức vụ thiếu úy trung đội trưởng. Tác giả đã viết: tôi chỉ biết tuân lệnh thượng cấp, xung phong và trận mạc. Tôi chỉ biết xung phong và không bao giờ lùi bước. Và người sĩ quan trẻ tuổi học hỏi những kinh nghiệm chiến trường theo với cường độ hành quân khắp bốn vùng chiến thuật, để càng ngày đánh giặc càng dũng cảm hơn và có chiến lược hơn. Và trong những tháng ngày miệt mài trên địa đầu lửa tuyến, xông pha trong lửa đạn, tác giả cũng bùi ngùi nhớ đến người mẹ già đang mong mỏi nơi quê nhà. Bao nhiêu năm tôi đi chinh chiến là bấy nhiêu năm mẹ tôi mất ăn mất ngủ. Bà luôn luôn khấn vái nguyện cầu, mẹ tôi đã ăn chay trường, đã cạo đầu xuống tóc, đi lễ chùa để mong sao cho tôi được an lành. Cho đến khi bị xa cơ thất thế, hình ảnh người mẹ già suốt đời hy sinh cho con cái cũng đã được tác giả nhắc đến nhiều lần trong cuốn ký. Bà đã ngã bệnh khi nghe con mình bị xa vào tay giặc, và với sức lực mỏi mòn và tinh thần suy sụp, người mẹ già đã không chờ được ngày tròn tụ với đứa con đã nhắm mắt lìa đời. Lần qua đến trang 49 tiểu đoàn 2 Châu Liên thủy quân lực chiến, tác giả để chúng ta thấy những trận đánh kinh hồn tán động với giặc cộng, và những chi tiết đã được tác giả ghi lại trong bút ký đi ký này rất sống động và hào hùng. Vì thế đầu tháng 4 năm 1966, trong một cuộc gắn huy chương và thăng cấp ở hậu cứ tiểu đoàn, trung tướng Lê Nguyên Khang, tư lệnh của thủy quân lực chiến, đã đề nghị tiểu đoàn 2 ngay có một biệt danh nào, và cái tên Châu Điên đã ra đời trong lúc này. Vì những chiến tích tại Bồng Sơn Tam Quan được trẻ tuổi coi là đánh giặc không sợ chết như con đã cướp, hay là hút như là châu khùng. Nhiều trận đánh oai hùng mạnh liệt khác mà được tác giả ghi lại: hành quân Lam Sơn 283 tại Quảng Trị, nhiều cấp chỉ huy và binh sĩ đã đền nợ nước. Nào là trận Mậu Thân 68 thủy quân lục chiến có nhiệm vụ giải vây miền Nam với cuộc tấn công của Việt Cộng vào Sài Gòn Chợ Lớn, lại thêm những cấp chỉ huy, những thuộc hạ, những chiến hữu đã hy sinh. Trận Hà Lào Khe Sanh, cuối đoạn vi quốc ký này thì tác giả nói: không có một sự lựa chọn nào tốt hơn, còn phải sống, phải tiếp tục chịu đựng và chiến đấu. Trận tái chiến của thành Quảng Trị vào mùa hè năm 1972 là trận đánh sau cùng của tiểu đoàn 2 Châu Liên. Lúc này tác giả là tiểu đoàn phó. Tiểu đoàn 2 Châu Liên đã được trao giải nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa về tổng số tiêu diệt và lấy được nhiều chiến xa địch. Cuộc hành quân cửa Việt bắt đầu trang 1175, tác giả đã ghi lại trận chiến bi hùng tráng cho tới giây phút cuối cùng bị mất cửa Việt, thị trấn Đông Hà. Đó là một vị trí quan trọng mà bị cậu quân chiếm hoàn toàn, nằm trong tay kẻ địch, và chính phủ ra lệnh phải bất cứ giá nào cũng phải chiếm lại được trước giờ ngưng bắn cuối tháng 7 năm 1973. Tuy nhiên, quân Việt Cộng quá đông cho nên thủy quân lục chiến chống giữ tại đây đành phải rút lui vì không có bất cứ một sự kiểm trợ nào từ phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả đã đăng lại lá thư của những tướng Bùi Thế Lân, là tư lệnh của sư đoàn thủy quân lục chiến, đã được khen ngợi trong cuộc hành quân tiến chiếm cửa Việt rất oai hùng. Chỉ có 2 phút trước giờ ngưng bắn có hiệu lực. Tuy nhiên cộng sản đã không tôn trọng hiệp định ngưng bắn cho chúng ký kết, cho nên khi mà lợi dụng lúc quân đội của ta chấm dứt hỏa lực thì chúng dùng chiến xa và bộ binh ồ ạt phản công vào chúng ta. 25 phút sau đó, trong đoạn cuối thư của trưởng tướng Bùi Thế Lân đã viết: một lần nữa tôi ca ngợi chiến thắng vẻ vang của các anh em vừa đạt được và bày tỏ khâm phục của tôi, đặc biệt đại đội 2 và tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, 2 và 4 và tiểu đoàn thủy quân lục chiến dưới sự chỉ huy của thiếu tá Phạm Văn Tiền. Và trong cuộc hành quân nói trên, tôi nghĩ rằng chiến thắng này của các anh còn to lớn hơn, lấy lừng hơn là chiến thắng của cổ thành Quảng Trị của chúng ta hồi tháng 9 năm 1972 vừa qua. Cha sự oai hùng của một binh đoàn thiện chiến đã anh hùng chiến đấu cho tới giây phút hấp hối được tác giả ghi lại tỉ mỉ với bút ký lữ đoàn 147 từ một cuộc chiến cảng chiến thuật năm 1975. Đọc những vinh danh những chiến sĩ oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đặc biệt bất tử vùng miền Nam, đọc với mọi người cho số phận của một nước dược tiểu đã bị bán tức tưởi bởi những thế lực của các cường quốc, một quân lực anh dũng đã bị thất thủ vì đồng minh bỏ rơi trong những tháng ngày cuối cùng của tháng 3 năm 1975. Tác giả viết: tôi kể lại những gì mắt thấy tai nghe về những đau thương mất mát cay
say đắm nghiệt ngã của cuộc lui binh lịch sử ngoài khả năng hiểu biết của một người lính, và sự khổ đau thua thiệt chịu đựng quá nhiều, còn niềm hy vọng sống chỉ là điều hiếm họ ít ỏi. Thưa quý vị, và đúng như vậy, cuộc lui binh hoảng loạn trong chờ và chiếc tàu, những cái chiếc tàu của hải quân vào cứu tại cửa biển Thuận An, nhưng với con số hơn 3.000 quân tiến thoái lưỡng nan, và trong tuyến càng khôn chỉ có 4 cây số quân, thì ai sẽ là người ưu tiên lên tàu và theo thứ tự nào? Tác giả biết đơn vị nào sẽ phải nằm lại chủ trận và làm vật hy sinh sau cùng. Trong khi địch thì ồ ạt tấn công ở trên tàu, tác giả đã ghi lại cảnh tượng hải hùng quân dân dành nhau lên tàu đánh nạn. Trong gương cuốn sách này không ai cần nghĩ đến ai, già đọc tranh nhận nhau mà sống, mạnh được yếu thua. Khi cố gắng bắt đầu thì chỉ còn lại cái đuôi, và cái đuôi tha hồ mà quen mẩy. Như sức bật dậy của cái lò xo, tất cả ùa nhau mà ra tàu. Người không biết lội ôm sát người biết bơi, gục gặp với tử thần trong số nước. Và chiếc M113 lội nước cũ tới đè lên, tiếng sơn la gào thét. Quả thật là một cảnh địa ngục của trần gian. Với dọc theo mấy nước đầy để sát người, những bộ mặt nhợt nhạt bất động ngừng thở theo cơn sóng biển. Dọc phù có lạ có quen, hy vọng được tàu cứu tư gian. Khi mà tác giả được trả lời khi liên lạc qua máy truyền tin và điện nhắn: ở đây cũng đang lu bù lắm, không ai có thể giúp được gì ông anh, tốt hơn là self-service, good luck ông anh. Ông anh của các chiến hữu tuy lực mòn nhưng mà óc vẫn cố chạy thoát về cửa biển Tư Hiền bằng cách tan hàng ở đường máu. Nhóm của tác giả gồm có 5 người, được tóc và sóng dài, hy vọng được giúp đỡ bởi hy vọng rằng tình quân dân cá nước. Nhưng mà đáng buồn thay, họ không được sự giúp đỡ nào hết. Có lẽ đó là những tên Việt Cộng nằm vùng ở trong vùng sôi đậu. Nhưng rồi cả nhóm ít ở này cũng đoạt được một chiếc ghe để mong thoát được. Nhưng mà hy vọng sống còn vẫn còn là điều hiếm hoi nhỏ mọn, trong cái chết mới là điều chắc chắn. Đoạn cuối của cuộc đời kinh nghiệm được tác giả ghi lại: tờ buổi sáng hôm sau, sau khi đã cảm hết nhiên liệu, chiếc ghe đã nằm chân vinh trên mặt nước vong vơ mông minh của vùng Tư Hiền giữa rừng cờ giặc. Và rồi tác giả viết tiếp: giả từ vũ khí ném xuống dòng sông, sông đầy mòn ngồi chờ địch đến, đổi đời lịch sử sang trang. Chúng tôi bị trói tay lùa lên bờ, chúng tôi bị giải phóng, bị giải phóng bởi cánh mỏ kép. Tất cả quần áo, đồng hồ, dây chuyền, đồ đạc và cuộc đời tù tội suốt gần 12 năm trời, sau cái ngày 27 tháng 3 năm 1975, tại một địa danh nhỏ, hẻo lánh, quen thuộc, thuộc thôn Vịnh Nào Vinh Lộc, Thừa Thiên Huế, ngay trên tổ quốc thân yêu của chúng ta. Từng đoạn ký một, tác giả đã cho người đọc say mê với những trận đánh làm cho Việt Cộng phải kinh hồn tán đỡn. Có những địa danh mà nếu mà chúng ta không phải là lính trận thì chúng ta không thể nào biết được. Và cho tới khi những trang ghi lại cảnh ở trong tù, ái tử bình hiền và tác giả đã trả nỗi đau còn đó, hỏi công lý cho người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những cuộc vượt ngục tốc hành, bị xử ngay trong tình cảnh bị hành hạ ngược lại, tù đầy trả thù những kẻ xa cơ thất thế trong một thân thể gọi là đau ốm, bệnh tật. Tác giả đã trả cái vết xanh rờn cả mặt, héo cả tim gan, vụn vững cả tay chân và thể xác xả rời. Thưa quý vị, một cuốn bút ký dài 400 trang và chỉ có vài phút ngắn ngủi thì chỉ nhân chúng tôi không có tả hết được. Chỉ mong rằng quý vị đem về để đọc và chỉ có tiêu biểu vài trang. Và cuốn sách này không phải là chuyện cuốn sách giả tưởng, cũng không phải là một cuốn tiểu thuyết, mà là cuốn ký của một nhân chứng sống mà các trận đánh đã đi vào lịch sử, của một nhân vật điển hình của một đời người, một người trai lớn lên trong khói lửa vừa lúc mới chập chững vào đời. Ta có câu văn là người, cần phải thấy rõ tác giả Phạm Văn Thiền là một con người ngang tàn, sống sót qua những trận chiến kinh thiên động địa, rồi bị bỏ rơi khi một cuộc chiến đã tàn. Làm tù binh 12 năm trong một trại tù khắc nghiệt từ Nam tới Bắc của Cộng sản, nhưng không hề oán giận cấp trên và không hề quên cấp dưới. Văn là người để thấy tác giả là một quân nhân được tôi luyện trong một quân trường lớn nhất gì Đông Nam Á, đó là trường võ bị quốc gia Việt Nam. Được huấn luyện cả trí dục, đức dục, quân sự, văn hóa, đầy tính nhân bản, lòng vị tha, lúc nào cũng tâm niệm tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Xin được kết thúc bằng những lời tâm tình của anh trong bút ký Một Thời Lính Trần.
là anh tại sao phải làm cái công việc này, viết để cho các thế hệ con cháu đọc và hiểu thế nào là giá trị của sự thành công hôm nay, do đâu mà có nếu không do máu, mồ hôi và nước mắt của thế hệ cha ông. Để rồi một khi chúng ta nằm xuống, chúng sẽ tiếp tục sự nghiệp đấu tranh mà chúng ta đã bỏ dở để tìm ra một ngày về vinh quang cho dân tộc. Anh nói, tôi muốn làm tròn bổn phận của một chiến hữu may mắn sống còn ngày hôm nay đối với các bạn tù của tôi sớm đã được dọc đường. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị cuốn bút ký Một thời lính trần của lính cũ xanh Phạm Văn Tiều, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe.